Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thưởng thức âm nhạc. Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống hàng ngày thì chắc nhiều quý vị đã được nhìn thấy các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ có tên là saxophone. Đây là một loại nhạc cụ du nhập từ phương Tây sang Việt Nam nhưng đã trở thành một nhạc cụ khá phổ biến và được nhiều người yêu thích. Để tìm hiểu về vai trò của saxophone trong âm nhạc cũng như những nét đặc trưng của nhạc cụ này, chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nghệ sĩ kèn saxophone, đó là nghệ sĩ Nguyễn Bảo Long. Xin chào nghệ sĩ Nguyễn Bảo Long. Trước hết là xin cảm ơn nghệ sĩ đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Xin chào Tiến Mạnh và chào thính giả thưởng thức âm nhạc. Vâng, và để mở đầu cho chương trình hôm nay thì Bảo Long có thể trình tấu một tác phẩm nào đó với cái nhạc cụ là kèn saxophone của mình. Xin mời nghệ sĩ. Và sau đây Bảo Long sẽ chơi một tác phẩm có tên là I Love the Foggy của tác giả George Gershwin. Vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng đã được nghe những cái âm thanh của cây kèn saxophone do nghệ sĩ Bảo Long trình bày. Hôm nay thì nghệ sĩ Nguyễn Bảo Long thì có thể giới thiệu cho các quý vị thính giả Bảo Long đã làm quen với nhạc cụ kèn saxophone từ khi nào? Mình thì bắt đầu học nhạc thì không phải là kèn saxo, mình bắt đầu học nhạc là nhạc cụ trompet. Sau khi học 9 năm kèn trompet thì mình mới chuyển sang học saxophone. Từ năm 1989 thì bắt đầu học saxophone. Thế khi mà Bảo Long học kèn trompet trong một thời gian 9 năm dài như vậy thì lý do vì sao lại muốn chuyển sang học nhạc cụ saxophone? Bởi vì là nhất là cái thời điểm đấy thì mình cảm thấy là mình không thể tiến xa hơn được trên cái nhạc cụ trompet này, thì mình muốn là thử một cái nhạc cụ mới. Thì cũng là cơ duyên thì gặp chú Quyền Văn Minh, chú nhận làm học sinh thì là bắt đầu theo đuổi cái con đường từ lúc đấy. Bảo Long học kèn trompet thì cũng đã học một số những cái kỹ thuật khá đặc trưng của bộ kèn đồng đó. Đúng. Và theo tôi được biết thì trompet nằm trong bộ đồng. Đúng. Của dàn nhạc giao hưởng. Vậy khi chuyển sang học cái nhạc cụ saxophone ấy, thì Bảo Long có thấy nó có một cái sự tương đồng nào hoặc là nó khác biệt không? Tất cả cái nhạc cụ kèn trong bộ hơi ấy, nó có một cái điểm chung, tức là cái lấy hơi, cái độ nén của hơi.
Cái đấy là cái điểm chung, còn những cái khác thì giữa trumpet và saxo thì nó cũng có cái khó khăn để mà thay đổi. Khi mà nhắc tới cái nhạc cụ saxophone ấy, thì nó thuộc cái bộ nào trong dàn nhạc giao hưởng? Trong nhạc giao hưởng ấy thì saxophone thuộc vào bộ cần gỗ và dăm đơn. Nhưng trên thực tế thì sẽ có những quý vị có thể bị nhầm, bởi vì là cấu tạo cái chất liệu để sản xuất nhạc cụ saxophone thì nó là bằng đồng đúng không? Đúng. Nếu mà không để ý thì lại sẽ xếp đó vào bộ kèn đồng. Đúng nhưng vậy. Mà trên thực tế lại thuộc về bộ gỗ. Sau 9 năm học trumpet này thì Bảo Long tiếp tục học kèn saxophone khoảng bao lâu thì hoàn thành? Mình học thêm 8 năm nữa. Sau khi tốt nghiệp ấy, thì Bảo Long đã sử dụng cái cây kèn này trong đời sống như nào? Thực ra mình cũng rất hãnh diện, bởi vì là sau khi tốt nghiệp ra thì mình vẫn làm cái công việc mình yêu thích, và cái công việc này nó cũng có thể hỗ trợ mọi thứ trong cuộc sống được. Bảo Long có thể giới thiệu là cái ưu thế mạnh nhất của cây kèn saxophone trong âm nhạc thể hiện hoặc diễn tấu cái thể loại âm nhạc nào? Mọi người thì vẫn nghĩ là kèn saxo có thế mạnh nhất là ở trong nhạc jazz, nhưng mà đối với Bảo Long ấy thì kèn saxo có thể diễn tả rất tốt nhạc cổ điển, nhạc jazz, nhạc đương đại, những cái nhạc electric mới bây giờ. Trên thực tế thì khi mà thời gian mà học tại Học viện Quốc gia Việt Nam ấy thì trên tầng 4 đúng không nhỉ? Đúng rồi. Thì tôi cũng đã thấy Bảo Long cũng đã rong ruổi đeo cây kèn ở hành lang và tập cả buổi trưa, suốt cả buổi đúng trưa rồi. Ở đấy. Thì có nghĩa là Bảo Long cũng đã tận dụng tối đa khoảng thời gian tại học viện để tập. Còn nhưng mà khi về nhà thì có thể buổi trưa hoặc buổi tối, thì nếu như là muốn giữ cho âm thanh nó nhỏ hơn ấy, thì có thể là mình sẽ dùng cái hình thức gọi là sustain giống như các nhạc cụ khác. Cái kèn trumpet thì nó có sustain, cái giảm âm. Còn cái saxophone thì nó không có. Đến 2 năm vừa rồi thì thế giới người ta mới chế tạo ra cái case, tức là cái hộp để giảm âm cho saxophone. Nhưng mà cái này cũng rất là phức tạp và cũng đắt tiền, nên là cũng không phổ cập nhiều lắm. Ví dụ như nếu mà nói đến các nghệ sĩ mà sử dụng saxophone trong một vài ban nhạc ấy, thì Bảo Long có thể giới thiệu. Tại Hà Nội thì có ban nhạc Sông Hồng của nghệ sĩ Quyền Văn Minh. Nghệ sĩ Quyền Văn Minh là saxophone và là leader, tức là trưởng nhóm của ban nhạc Sông Hồng trước đây. Trong vài năm gần đây thì nghệ sĩ Quyền Văn Minh có tổ chức Jazz Big Band. Cái dàn nhạc kèn này thì bởi vì nó cần nhiều người nên là cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái khâu tổ chức và biểu diễn trong cái dàn nhạc Big Band này. Nhưng mà nghệ sĩ Quyền Văn Minh cũng cố gắng hết sức mình để giữ cho cái Big Band này hoạt động. Ngoài ra thì còn có Hồng Kiên, còn có Trần Mạnh Tuấn, còn Quyền Thiện Đáp, Phan Anh Dũng. Thì theo Bảo Long đánh giá, mọi người rất là cố gắng để tìm cho mình những cái con đường riêng, những cái ngôn ngữ riêng. Khi mà quan sát Bảo Long trình tấu saxophone thì tôi thấy bên cạnh những cái kỹ thuật lấy hơi này, rồi giữ hơi, thì cái yếu tố về thể lực cũng cần để khi trình tấu cái nhạc cụ này, có đúng không? Và nhất là khi solo những cái trường đoạn âm nhạc ấy. Cái điều này cũng đúng, bởi vì mình cần phải trao đổi hơi liên tục. Để sử dụng cái cây kèn tenor thì nó dài, nếu mà duỗi thẳng nó dài 1m7, thì cái hơi phải đầy để mà làm rung toàn bộ cái thân kèn ấy, nên là cũng cần phải có thể lực. Điều này cũng không hẳn, tức là những cái bạn nào mà người nhỏ hay là gầy thì không thổi được, vẫn có thể thổi được, nhưng mà chọn những cái kèn nhỏ hơn. Thì bởi vì là saxo thì trong cái kèn saxo này có rất nhiều loại khác nhau. Lấy hơi cũng phải có một cái kỹ thuật riêng đúng không? Bảo Long có thể giới thiệu ví dụ nhà thường các nghệ sĩ cách nào để lấy hơi và giữ hơi, và khi thổi ra thì như nào? Cái lấy hơi trong bộ kèn nói chung ấy là cái điều quan trọng nhất. Nó quyết định cái âm thanh và nó quyết định cao trào hay là quyết định cái những cái đoạn lắng. Bộ hơi này, cái người mà sử dụng hơi tốt ấy, thì người ta hít vào 100% và người ta sẽ phải sử dụng 100% cái hơi đấy. Các nghệ sĩ đang ngậm kèn để thổi thì làm sao mà có thể hít được toàn âm điện? Mình vẫn có một cái kỹ thuật, tức là mình lấy hơi qua hai cái mép bên cạnh. Cái đoạn nhạc có tiết tấu nhanh thì cái thời gian lấy hơi nó sẽ không được lâu. Thì mình phải tận dụng tất cả mọi thứ để lấy làm sao nhanh nhất. Khi mà các nghệ sĩ có một cái khoảng thời gian tập lâu và cái kỹ thuật lấy hơi như vậy thì thường là thể lực cũng sẽ rất là tốt, rất là khỏe. Đúng rồi, mình cũng không phủ nhận điều này. Khi mà mình thổi kèn trong thời gian dài thì mình cảm thấy là cái trao đổi oxy trong máu được tuần hoàn rất là tốt, nên là cũng sẽ có những cái sức khỏe, mình sẽ cảm thấy khỏe hơn và những cái hưng phấn tốt hơn. Và cái sức khỏe đảm bảo cho một người nghệ sĩ thì nó tác dụng trở lại đối với nghệ sĩ khi mà trình tấu một cái nhạc cụ cần hơi lại cần cả thể lực như thế này, đúng không? Đúng rồi. Tiếp theo là tác phẩm I Love You của tác giả Cole Porter.
Khi nhắc tới nhạc cụ saxophone thì như tôi đã giới thiệu đầu thì cũng có nhiều các quý vị và nhiều bạn yêu nhạc cũng đã nhìn thấy các nghệ sĩ biểu diễn ở trên TV hoặc là nhìn thấy trên sân khấu hoặc là trong đời thường thì cũng đã nhìn thấy các nghệ sĩ trình tấu, nghe các nghệ sĩ trình tấu cái loại nhạc cụ này. Nhưng mà tuy nhiên để tìm hiểu thêm về những cái đặc tính hoặc là những cái đặc trưng cơ bản của nhạc cụ này hoặc về cái lịch sử hình thành của nhạc cụ saxophone thì không phải ai cũng biết. Thì trong chương trình hôm nay thì Bảo Long có thể giới thiệu đôi nét với các quý vị trước hết là cái lịch sử hình thành của cái loại nhạc cụ này như thế nào. Cây kèn saxophone thì được sáng tạo ra bởi một người tên là Antoine Joseph Adolphe Sax, sinh năm 1840 ở Bỉ. Adolphe Sax có bố tên là Charlie, thì ông này là cái người làm nhạc cụ, thì là nên là Adolphe Sax chơi nhạc cụ clarinet và flute khi mà còn bé. Có một thời gian đầu tiên là ông ấy muốn sửa một cái cây clarinet bass. Thì như là các bạn biết là cây clarinet bass này thì nó có thân bằng gỗ và nó có loa bằng đồng. Adolphe Sax muốn cải tiến cái nhạc cụ này thì ông ấy chuyển ra là ông ấy vẫn dùng răm đơn của clarinet và ông ấy dùng cái chất liệu đồng để làm toàn bộ thân của cái kèn saxophone. Thì nó bắt nguồn từ cái kèn clarinet bass. Năm 1841 ấy, thì ông ấy giới thiệu cho người bạn của ông ấy là Hector Berlioz lần đầu tiên cây kèn saxophone bass ANSI, tức là tông đồ, tức là nó cùng âm với cả nhạc cụ piano ấy. Đến năm 1842 thì Berlioz giới thiệu cái cây kèn này trên tạp chí Journal de Debat của Pháp, và năm 1844 thì cái cây kèn saxophone này được giới thiệu lần đầu ở triển lãm công nghệ Paris. Cũng cái năm 1844 vào tháng 2 thì Hector Berlioz lần đầu tiên đưa nhạc cụ saxophone vào trong dàn nhạc. Ông đã chuyển soạn cho cây kèn saxophone này ở trong cái tác phẩm Last King of Judah của George Gershner lần đầu tiên được diễn ở Paris. Và năm 1845 thì cây kèn saxophone xuất hiện ở trong quân nhạc. Năm 1847 thì cái trường dạy saxophone chuyên nghiệp đầu tiên ra đời ở Paris. Năm 1885, một cái năm rất quan trọng, là cái cây kèn đầu tiên được sản xuất tại Mỹ của cái hãng gọi là Busher. Thì và sau đấy thì là thì cái nước Mỹ có thể nói là không thể sống mà thiếu cái cây kèn saxophone được. Như vậy là cái nhạc cụ saxophone đã có một cái quá trình hình thành qua nhiều giai đoạn khác nhau, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, và qua cái câu chuyện của nghệ sĩ Bảo Long nói thì có một chi tiết mà tôi cũng thấy nó liên quan đến cái phần đầu là vì sao cái kèn saxophone lại được xếp vào bộ gỗ. Bởi vì cũng xuất phát là từ một nghệ sĩ người ta cải đúng tiến rồi. Từ một nhạc cụ là clarinet có thân bằng gỗ mà loa bằng đồng, đúng không? Đúng rồi. Clarinet thì nằm ở bộ gỗ. Đúng rồi. Ở bộ gỗ thì khi từ đấy cải tiến thành saxophone thì saxophone lúc ấy thuộc về bộ gỗ. Người ta phân chia ra là cái nhạc cụ thổi răm đơn thì nó sẽ thuộc về gỗ. Còn những cái thuộc nhạc cụ mà thổi bằng búp kèn ấy, tức là cái búp kèn làm bằng đồng thì người ta sẽ xếp nó vào bên cái bộ đồng. Cái răm đơn thì là cho clarinet và saxophone. Còn răm kép thì cho nhạc cụ oboe và fagot. Bảo Long có thể giới thiệu rõ hơn là kèn saxophone có bao nhiêu loại? Kèn saxophone thì nó có rất nhiều biến thể của nó, nhưng mà cơ bản thì nó có 11 loại saxophone. Thôi bây giờ mình cứ nói từ cái loại âm thanh cao nhất xuống âm thanh trầm nhất nhé. Thì thứ nhất là soprillo, sau đấy là sopranino, và sau đấy là soprano, alto và tenor sax, baritone sax, bass, contrabass, subcontrabass. Bốn cái loại mà được sử dụng phổ biến nhất thì là soprano, alto và tenor baritone sax. Là bốn loại được sử dụng phổ biến. Còn những cái loại khác thì nó rất khó có thể mua được, và nó cũng khó có thể dùng được ở trong những cái thể loại âm nhạc mà phổ thông. Nên là người ta cũng ít khi biết đến những loại nhạc cụ này. Kèn saxophone có những âm thanh rất là cao, đúng không? Cho đến rất trầm. Đúng rồi. Và trong dàn nhạc giao hưởng ấy thì cái vị trí của nó như thế nào? Trong dàn nhạc giao hưởng, bởi vì các bạn cũng biết là nó sinh ra từ năm 1840 nên là trước đấy không có cây kèn saxophone, nên là những cái tác giả cổ điển thì cũng không sáng tác cho saxo. Những cái tác giả sau 1840 thì người ta cũng bắt đầu sáng tác cho saxophone trong dàn nhạc cổ điển. Có những tác phẩm rất là nổi tiếng và cũng tác phẩm mẫu mực cho những cái cuộc thi saxophone quốc tế, như là tác phẩm Rhapsody cho saxophone và dàn nhạc của Debussy
hay là concerto cho tenor sax của dàn nhạc của Ewazen, hay là concerto cho alto sax và dàn dây của Glazunov, hay là concertino da camera của Ibe. Vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng đã được biết thêm về cái lịch sử hình thành của loại nhạc cụ saxophone, và tôi thấy là trong chương trình hôm nay thì nghệ sĩ Bảo Long đã mang đến đây là nhạc cụ saxophone. Bảo Long có thể giới thiệu thêm về cái cấu tạo của cái loại nhạc cụ này? Cái kèn saxophone thì nó có là phần loa, thân kèn và phần cổ kèn được lắp vào nhau, tức là ba phần này có thể tháo rời ra được. Cái bếch kèn thì bếch kèn nó là phần để gắn cùng với cái giam kèn, tạo cho độ rung để phát ra cái âm thanh của kèn. Và trên thân kèn thì tôi thấy có các cái nút bấm. Trên thân kèn thì có một loạt key, mình sử dụng 10 ngón tay. Như vậy là các cái nút đấy thì nó có thể tạo cho saxophone có thể chạy gam nguyên cung hoặc là bán cung được không nhỉ? Tất nhiên. Chromatic và diatonic đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, có nghĩa là khả năng diễn tấu của loại nhạc cụ này rất là phong phú. Thường là tôi thấy các nghệ sĩ saxophone khi mà trình tấu ấy, thì một là đứng, hai là các nghệ sĩ ngồi, nhưng mà thường là vẫn có một cái dây đai để giữ kèn đúng không ạ? Hay là đúng họ rồi, cầm bởi vì cái kèn saxophone này nó cũng rất nặng. Nếu mà thổi soprano saxophone thì có thể mình không cần dùng dây. Vâng. Nhưng mà thổi những cái nhạc cụ trầm hơn thì bắt buộc phải có dây, bởi vì có những cái nhạc cụ mà thậm chí dây cũng không thể nào mà giữ được kèn, người ta phải có cái giá người ta để trên mặt đất. Khi mà nghệ sĩ thổi thì tác động cái hơi qua cái răm kèn đúng không? Đúng rồi. Thì sau tiếp theo thì nó làm thế nào để phát được ra âm thanh? Khi mà hơi mình chuyển vào trong bếch kèn thì nó tạo cái độ rung ở trên răm kèn, khuếch đại âm thanh theo cái tần số rung của cái thân kèn một. Thì mỗi một cái loại nhạc cụ, tức là mỗi một hãng nó có một cái loại âm thanh đặc trưng khác nhau, âm sắc khác nhau. Đúng rồi. Quý vị và các bạn nghe nghệ sĩ Nguyễn Bảo Long giới thiệu thì cái nhạc cụ saxophone này thì có một cái âm vực khá là rộng đúng không? Từ đúng rồi. Rất là cao đến trầm. Nghệ sĩ Nguyễn Bảo Long có thể giới thiệu những cái kỹ thuật đặc trưng của loại nhạc cụ này. Thì trong kèn saxophone thì đầu tiên là phát âm, âm sắc, âm thanh. Sau đấy thì là nó có những cái kỹ thuật gọi là luyến đánh lưỡi, hay là những cái kỹ thuật trồng âm, tạo cao trào. Âm nhạc càng mới thì người ta sẽ có nhiều, càng nhiều kỹ thuật khác nhau hơn. Thậm chí là những cái tác giả mới bây giờ, người ta khi người ta sáng tác những cái tác phẩm cho kèn saxophone, người ta còn đi kèm cái quyển sách gọi là hướng dẫn cho cái người chơi saxophone cái cách thổi những cái trồng âm của cái tác giả đấy. Bây giờ mình sẽ chơi cái kỹ thuật luyến ở trong kèn saxophone. Kỹ thuật này hay dùng ở trong những cái bài có tiết tấu chậm, sẽ không dùng lưỡi để chuyển từng nốt mà chỉ dùng hơi để chuyển từ nốt này sang nốt khác. Sau đây là kỹ thuật đánh lưỡi. Thì cái kỹ thuật đánh lưỡi này hay sử dụng trong những cái thể loại nhạc mà có tiết tấu nhanh. Trong kèn saxophone đương đại thì có những cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật trồng âm, người ta gọi là harmonic. Còn một kỹ thuật nữa gọi là glissando, thì cái này nó sẽ tạo ra những cái cao trào ở trong ngẫu hứng. Vâng, ngoài ra thì chúng tôi còn thấy là trên kèn saxophone thì các nghệ sĩ còn có thể thể hiện cái kỹ thuật gọi là tree, tức là láy. Thì nghệ sĩ có thể thể hiện cái kỹ thuật này trên saxophone. Xin mời nghệ sĩ. Thank you.
các nhạc cụ khác ấy, trong dàn nhạc thì có thể bắt chước những âm thanh từ cuộc sống. Có những nhạc cụ có thể bắt chước tiếng chim, tiếng suối, tiếng gió và những cái âm thanh nói chung, kể cả tiếng vó ngựa nữa. Nhưng đối với nhạc cụ saxophone thì nó có thể bắt chước những âm thanh từ tự nhiên không ạ? Nói chung là khi mà người nghệ sĩ có thể làm chủ được cái nhạc cụ của mình thì người ta sẽ làm được tất cả những cái mà người ta muốn. Bây giờ mình sẽ chơi một cái kỹ thuật nó gọi là sound effect, thì nó sẽ có mình có thể làm những cái tiếng như là tiếng gió hay là những cái tiếng chim hay là thú ở trong rừng. Theo tôi biết thì nhạc cụ saxophone như nghệ sĩ đã giới thiệu thì nó có ưu thế rất mạnh trong dàn nhạc jazz. Bên cạnh đó thì nó có thể là solo, hòa tấu với các nhạc cụ khác hoặc là tham gia trong dàn nhạc. Nhưng mà tuy nhiên đây là một cái nhạc cụ có khả năng phát âm thanh rất là mạnh và khỏe. Thì khi nó hòa tấu với các nhạc cụ khác trong dàn nhạc giao hưởng, ví dụ hòa tấu với violon chẳng hạn thế. Bởi vì cũng xin giới thiệu thêm với quý vị và các bạn, phu nhân của nghệ sĩ Nguyễn Bảo Long là nghệ sĩ đàn violon Mỹ Hương, cũng là một nghệ sĩ chơi đàn violon và được nhiều người biết đến. Thì ví dụ như khi hai nghệ sĩ có thể hòa tấu với nhau thì cái nhạc cụ saxophone nó có át mất cái âm thanh của tiếng đàn violon không? Khi mà mình đã hòa tấu rồi thì mình không được phép đặt cái tôi của mình lên cao quá, thì mình sẽ phải tự cân bằng những cái âm lượng này. Là một nhạc cụ từ phương Tây du nhập sang Việt Nam, nhưng mà nghệ sĩ có thấy là cái nhạc cụ saxophone có thể diễn tấu những cái làn điệu dân ca của Việt Nam không? Đương nhiên mình người làm Việt Nam thì mình cũng có thể dùng cái nhạc cụ phương Tây để diễn tấu những cái âm hưởng dân gian Việt Nam được. Vâng. Và bên cạnh đó thì tôi thấy các nghệ sĩ cũng có những cái chương trình trình tấu những cái ca khúc của các nhạc sĩ được chuyển soạn sang cho kèn saxophone solo hoặc là hòa tấu cùng với một số nhạc cụ khác. Như vậy là kèn saxophone nó có thể diễn tả được những cái tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ phương Tây. Đồng thời khi du nhập sang Việt Nam thì nó cũng có thể là diễn tả được những cái tác phẩm của Việt Nam, từ những làn điệu dân ca cho đến những cái tác phẩm của các nhạc sĩ sáng tác và những cái ca khúc chuyển soạn, đúng không ạ? Vâng, cũng đúng. Và sau đây Bảo Long sẽ chơi một làn điệu sáo mèo miền Bắc. Ngoài những nghệ sĩ của Việt Nam ấy, thì những nghệ sĩ chơi saxophone của nước ngoài có ảnh hưởng gì tới cái phong cách biểu diễn của Bảo Long không? Khi mà trong trường thì mình thích nghe Charlie Parker. Ông này thì chơi alto sax. Ông này tạo nên một cái trào lưu bebop và hard bop trong jazz. Sau khi mà tốt nghiệp thì mình có nghe thêm người chơi saxophone nổi tiếng nữa là John Coltrane. Thì ông này cũng tạo nên một cái trào lưu gọi là free jazz. Sau đây là tác phẩm Nai Ma của tác giả John Coltrane. Mm-hmm.
Vâng, như đã giới thiệu ở đầu chương trình thì là cây kèn saxophone còn có thể trình tấu những ca khúc được chuyển soạn. Tiếp theo chương trình thì nghệ sĩ Nguyễn Bảo Long có thể trình tấu một cái ca khúc được chuyển soạn cho saxophone, đó là ca khúc Hạ Trắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ạ. Xin mời nghệ sĩ. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ kèn saxophone Nguyễn Bảo Long đã dành thời gian cho chương trình Thưởng thức âm nhạc hôm nay. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.